trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc, chiến thắng Điện Biên Phủ là một trong những thắng lợi vĩ đại nhất, oanh liệt nhất, được ghi vào lịch sử Việt Nam như một bạch đằng, một chi lăng, một đống đa của thế kỷ 20. Thắng lợi đó gắn liền với tên tuổi và sự đóng góp to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người anh cả của quân đội nhân dân Việt Nam. Cuối tháng 1 năm 1954, mọi công tác chuẩn bị cho trận đánh mang tính quyết định tại Điện Biên Phủ theo phương án đánh nhanh thắng nhanh đã hoàn tất. Nhưng trước ngày mở màn chiến dịch, Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng mặt trận Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã đưa ra một quyết định mà sau này, theo ông, đó là quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời cầm quân của mình. Dừng trận đánh, kéo pháo ra, chuyển phương châm tác chiến từ đánh nhanh thắng nhanh sang đánh chắc, tiến chắc. Quyết định quan trọng này của Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp vào phút cuối đã làm thay đổi vận mệnh của cả dân tộc. Đại tướng Lê Trọng Tấn sau này đã nhận xét, nếu không có thay đổi trên, cuộc kháng chiến có thể phải chậm mất 10 năm. Một cuộc chuyển quân vĩ đại nhất trong lịch sử chiến tranh cách mạng của dân tộc đã bắt đầu. Cùng với 4 đại đoàn quân chủ lực từ các địa phương khác, Đại đoàn quân Tiên phong 308, Trung đoàn 74, Trung đoàn Sông Lô, Trung đoàn 209 được thành lập từ ATK Thái Nguyên và gấp rút hành quân lên chiến trường Điện Biên Phủ. Dù đã ở tuổi 90, nhưng ông Nguyễn Ngọc Tăng, chiến sĩ của Đại đoàn quân Tiên phong 308 anh hùng vẫn còn rất minh mẫn và khỏe mạnh. Từng chi tiết của cuộc hành quân lên chiến trường năm ấy chưa lúc nào phai nhạt trong tâm trí người cựu chiến binh này. Khi thành lập ý, thì trực tiếp Đại tướng Võ Nguyên Giáp đọc quyết định thành lập và giao cho đại đoàn của tôi là hệ đánh là phải thắng. Thì chúng tôi đi hành quân như thế là mất hơn mười mấy ngày đấy. Thì cứ sáng thì chúng tôi nghỉ, vào rừng nghỉ, lúc giờ nghỉ khó khăn lắm, lấy lá giải ra nằm nghỉ thôi. Thế là vào đêm thì đi, trong cái thời gian đó là thiếu thốn lắm, khó khăn lắm, nhưng mà rất là vui, rất là háo hức. Thực hiện phương châm và kế hoạch tác chiến mới, khi đã chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi mặt, đúng 17 giờ 5 phút ngày 13 tháng 3 năm 1954, quân ta đồng loạt nổ súng vào cứ điểm Kim Lan, mở màn chiến dịch Điện Biên Phủ. Sau 5 ngày chiến đấu anh dũng, quân ta đã chiếm được cứ điểm Kim Lan, độc lập và bản kéo, mở toang cánh cửa phía bắc của tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Tinh thần chiến đấu của quân ta lên cao. Đợt tiến công thứ hai kéo dài từ ngày 30 tháng 3 đến ngày 30 tháng 4 năm 1954. Bộ đội ta tập trung tấn công vào các dãy cao điểm phía đông, nơi đóng quân của hơn 10.000 lính Pháp. Với lợi thế địa hình từ trên cao, địch điên cuồng phản công bằng pháo binh và máy bay giải bom. Trước tình thế đó, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã cho bộ đội đào các đường hào, công sự nhằm tiến sâu, chia cắt, thắt chặt vòng vây địch, triệt đường tiếp tế, tiếp viện của quân Pháp cho tập đoàn cứ điểm. Muốn đánh thắng thì rất khoát là phải có con đường này để trực tiếp là vào vấn đề sở chỉ huy. Chiều cao của nó là vào đi được khoảng độ gần 2 mét và độ sâu, độ rộng của nó thì coi như vậy là 3-4 mét. Phải chứa làm sao được 1 tấn vấn đề bộc phá. Toàn bộ đất cát coi như vậy là phải đưa xuống chân đồi hết mà không để một cái gì dấu vết là mình là đào hầm. Đợt tiến công cuối cùng diễn ra từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 7 tháng 5 năm 1954. Sau mệnh lệnh của tướng Giáp, quân ta đánh chiếm các cứ điểm phía đông và mở đợt tổng công kích khiến cho quân địch thất thủ hoàn toàn. 17 giờ 30 phút ngày 7 tháng 5 năm 1954, tướng De Castery và bộ tham mưu của địch bị bắt sống, gần 10.000 quân Pháp đầu hàng. Sau 56 ngày đêm chiến đấu kiên cường, lá cờ quyết chiến quyết thắng của quân đội nhân dân Việt Nam tung bay trên nóc hầm De Castery, chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng. Ngày 7 tháng 5 năm 1954, mãi đi vào lịch sử đấu tranh cách mạng hào hùng của dân tộc Việt Nam, mốc son chói lọi đánh dấu sự kết thúc thắng lợi của cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp của quân và dân ta, buộc Pháp phải ký hiệp định Geneva kết thúc chiến tranh, lập lại hòa bình trên toàn cõi Đông Dương.
9 năm làm một Điện Biên, nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng, để tạo nên chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Biết bao máu xương của chiến sĩ, đồng bào ta đã đổ xuống trên chiến trường đầy cam go ác liệt. Mưa dầm cơm vắt, máu trộn bùn non, anh dũng quật cường. Hàng chục nghìn chiến sĩ mãi mãi nằm lại trận địa Điện Biên Phủ. Biết bao tấm gương anh dũng hy sinh khi tuổi đời còn xuân xanh. Họ, những người chiến sĩ mang trong mình tình yêu Tổ quốc, sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Trong tổng số hơn 17.000 bộ đội, hơn 15.000 thanh niên xung phong dân công hỏa tuyến của tỉnh Thái Nguyên tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, có trên 1.600 chiến sĩ thanh niên xung phong dân công hỏa tuyến đã ngã xuống trên khắp nẻo đường chiến dịch. Hơn 1.100 thương binh đã bỏ lại một phần xương máu trên các chiến trường. Tinh thần chiến đấu, hy sinh anh dũng của quân và dân ta trong chiến dịch Điện Biên Phủ đã tạc vào lịch sử bản anh hùng ca bất diệt, trường tồn với thời gian và luôn khắc sâu trong trái tim cùng tình cảm tri ân sâu sắc của các thế hệ người dân đất Việt. Các cụ nam đơn một chiến công mà cả thế giới, cả Nam Châu không có các thế hệ nào ngoài người thế hệ Việt Nam mà làm được. 70 năm trôi qua, nhắc đến chiến thắng Điện Biên Phủ, trong mỗi trái tim người Việt Nam nói chung và thế hệ trẻ ngày nay nói riêng đều dâng trào niềm kiêu hãnh tự hào. Chúng ta mãi mãi khắc ghi công ơn to lớn của những chiến sĩ thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và nhân dân đã anh dũng chiến đấu, hy sinh làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ để đất nước có được hòa bình, độc lập hôm nay. Và giá trị của độc lập đã, đang và sẽ được lớp lớp các thế hệ người dân Việt Nam gìn giữ và phát huy.